Bây giờ mình làm đám cưới theo một phong cách mới á, vì hai người đang bỏ truyền thống luôn á. Còn mình thấy đám cưới bình thường hơi chán đi, mình làm hơi lạ cho người vui á, thấy một cái mới á, để bắt đầu một thời trong thế giới này không có biên giới nữa, mấy người là nhân loại là được rồi. Tất cả mọi việc ở đây đều do bạn bè giúp đỡ tổ chức dùng. Thật ra thì cái đám cưới này rất là tiết kiệm, nhưng tại vì bọn mình nghèo nên là nó vẫn là mắc. Thật ra thì ok, vui là chính, nên là chỉ cần một ngày vui thôi, không cần quá phức tạp.